Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính ngay trên điện thoại của bạn mà các bạn không cần phải mang theo laptop để có thể sử dụng được tiện ích Solver trong Excel. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn, mình là Supercom và đây là một video khác về những ứng dụng hay và thủ thuật hữu ích giúp các bạn có thể tiết kiệm thời gian và cảm thấy giá trị hơn khi sử dụng các thiết bị công nghệ. Và vì vậy các bạn đừng quên ấn nút subscribe và nhấn vào cái chuông để bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Như các bạn đã biết thì bài toán quy hoạch tuyến tính đặt ra những yêu cầu về việc tìm giá trị lớn nhất cũng như giá trị nhỏ nhất, kèm theo đó là các hàm điều kiện để các bạn có thể tìm ra đáp án của bài toán này. Thì khi với số lượng hàm điều kiện là lớn thì việc giải bằng phương pháp đồ thị trở nên bất khả thi, và do đó giảng viên thường yêu cầu các sinh viên của mình mang theo laptop để có thể sử dụng được tính năng Solver có trong ứng dụng Excel. Tuy nhiên, phần lớn các sinh viên đều có trang bị một cái điện thoại thông minh thay vì một cái laptop. Và do đó mình sẽ làm video này để có thể giúp các bạn có thể sử dụng ngay trên điện thoại. Thì việc nhập liệu thì có thể kèm theo một cái bàn phím. Nếu bạn không có thì các bạn có thể hoàn toàn nhập trên điện thoại đều có thể được. Tuy nhiên thì nếu các bạn có thì các bạn hãy sử dụng các bàn phím vật lý để có thể nhập liệu nhanh hơn. Rồi mình sẽ chuyển qua bước cài đặt để có thể hướng dẫn cho các bạn. Trước tiên các bạn cần tải một ứng dụng trên kho ứng dụng của CF Play về. Và với từ khóa tìm kiếm là Linear Program Problem Solver thì các bạn có thể tìm thấy được một cái ứng dụng có hình nền màu cam ở đây. Và ứng dụng đó có tên là Static Linear Programming và mình đã tải trước để thử nghiệm cho các bạn, là mình sẽ mở nó lên. Ở đây mình sẽ để tiện luôn là cái bài toán kế bên và cho các bạn thấy và dễ dàng kiểm tra. Thì bài toán ở đây có 4 nghiệm và 11 giá trị điều kiện, bao gồm 4 cái x1, x2, x3, x4 lớn hơn 0, tương đương với 4 giá trị điều kiện. Thì ở đây là có 2 trạng thái, nếu các bạn muốn ở số thập phân thì các bạn chọn decimal, còn nếu mà số phân số thì các bạn chọn practical gì đó. Và bài toán này tìm giá trị lớn nhất nên các bạn chọn vào max, còn nếu muốn min thì các bạn chọn vào đó và nó sẽ chuyển sang min cho các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu việc nhập liệu. Và các bạn nhập liệu cẩn thận để tránh sai sót. Ở đây có 11 giá trị điều kiện nên các bạn hãy nhập từ từ. Vì nếu các bạn là lần đầu thì có thể sai sót trong việc nhập liệu là rất dễ xảy ra. Nên các bạn hãy làm từ từ, từng bước để nó có thể giải một cách chính xác. Rồi, ở đây các bạn hãy lưu ý là lớn hơn hoặc bằng 0 nhé. Rồi, 4 cái x1, x2, x3, x4 tương tự với lại 4 dòng chứ không phải là các bạn nhập một lần trong một dòng đâu. Là tức là các bạn x1 lớn hơn bằng 0, x2 lớn hơn hoặc bằng 0, rồi x3 lớn hơn hoặc bằng 0. Và với x4 cũng lớn hơn hoặc bằng 0, tương ứng với 4 dòng. Rồi sau đó các bạn hãy kiểm tra lại và bấm vào Solve. Thì các bạn chọn tiếp vào Line Programming để giải bài toán. Và nếu các bạn muốn giải từng bước thì hãy chọn Step by Step và mình sẽ cho luôn ra kết quả để cho tiện theo dõi. Thì các bạn có thể thấy ở cái phần đáp án ảnh ở cái bên thì các bạn có thể thấy là 67.240. Thì tương ứng với lại các giá trị của x là 1.97 với x1, x2 bằng 5 và x3 bằng 6.2 và x4 bằng 0. Rồi các bạn có thể thấy nó tương ứng với lại cái phần đáp án của quyển sách. Rồi ở đây có nhiều tính năng khác các bạn có thể tự thử nghiệm. Và một trong đó là các bạn có thể thêm vào giá trị điều kiện hoặc là nghiệm nếu các bạn đã quên khi nhập ở bước đầu. Rồi các bạn có thể vẽ được biểu đồ nữa.
Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì về việc nhập liệu trong việc sử dụng ứng dụng này, hãy bình luận ở một bên dưới cũng như cho biết ý kiến của bạn về video này. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các ứng dụng hay và thủ thuật hữu ích khác, đừng quên ấn nút subscribe để các bạn không bỏ lỡ những ứng dụng hay đó. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video, và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần sau.